Chào mừng các bạn đến với kênh Nhạc Online. Cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Bí kíp đánh tan mỡ bụng nhanh nhất, cân nặng giảm cấp tốc chỉ với một cốc nước chanh muối mật ong. Bạn đang gặp phải tình trạng thừa cân béo phì, bạn đang muốn tìm một phương pháp giảm cân tại nhà để hỗ trợ cho công cuộc ăn kiêng hay là tập luyện gì đó, thì giảm cân bằng cách uống mỗi ngày một cốc nước muối mật ong chính là sự lựa chọn phù hợp đấy. Trong thành phần của chanh có chứa hàm lượng axit citric cao, giúp tiêu thụ nhanh chóng, giúp bạn giải phóng hết năng lượng dư thừa ra khỏi cơ thể. Trong chanh muối còn chứa natrium và calcium nên muối có tác dụng cân bằng sự sống trong cơ thể, giúp bạn không ăn quá nhiều nhưng vẫn có cảm giác no lâu. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng vị ngọt trong mật ong có thành phần là tinh đường tự nhiên, chứa rất ít năng lượng. Trung bình cứ 100g mật ong chỉ chứa 294 calo, tạo cảm giác no bụng. Và đây chính là lý do tại sao hỗn hợp chanh muối mật ong lại có tác dụng thần kỳ đến như vậy. Vậy ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phương pháp này nhé. Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị bao gồm: chanh tươi khoảng 4-5 quả. Với chanh thì các bạn nên chọn loại còn tươi, càng già càng tốt. Thứ hai là mật ong nguyên chất. Và thứ ba chính là muối hạt trắng. Và đây chính là ba nguyên liệu chính chúng ta sẽ sử dụng cho phương pháp ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với các bước thực hiện phương pháp này. Thứ nhất thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một bát nước sạch. Sau đó thì cho vào một thìa muối hạt trắng rồi khuấy đều cho nó tan ra. Công việc này chính là chúng ta đã tạo ra được một bát muối pha loãng đấy. Các bạn sẽ sử dụng bát muối pha loãng này để khử sạch các tạp chất có thể bám ngoài trong vỏ chanh. Các bạn nên ngâm chanh trong khoảng 10 phút rồi vớt chúng ra để ráo. Sau khi đã sơ chế xong chanh, bạn thái chanh ra thành những lát mỏng càng tốt nhé. Với chanh thì trong chúng ta ai cũng biết tới nó phải không? Chanh vừa là món gia vị chính trong căn bếp của mọi gia đình, nó cũng là một loại nguyên liệu thần thánh trong việc làm đẹp của chị em phụ nữ đấy. Như vậy đây chính là toàn bộ số chanh khi mà chúng ta đã thái mỏng. Tiếp theo thì các bạn chuẩn bị cho mình một chiếc hũ thủy tinh có nắp đậy. Các bạn sẽ tiến hành xếp một lớp chanh rồi đến một lớp muối hạt và tiếp theo đó là một lớp mật ong. Và các bạn cứ tiếp tục làm như vậy cho đến khi hết số nguyên liệu đã được chuẩn bị. Sau đó thì các bạn dùng thìa ấn xuống cho chanh và muối ngập trong mật ong để hỗn hợp chúng ta đạt hiệu quả tốt nhất. Với hũ hỗn hợp chanh muối mật ong này, các bạn đậy nắp kín, sau đó bảo quản ở nơi thoáng mát khoảng 10-15 ngày rồi mới mang ra sử dụng. Sau khoảng thời gian bảo quản hỗn hợp, cách các bạn sử dụng như sau.
Bạn đẩy mỗi lần khoảng 2 đến 3 thìa hỗn hợp, sau đó pha với một cốc nước ấm. Và dùng thìa khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất rồi uống. Bạn nên sử dụng cả phần nước và phần cãi của hỗn hợp. Và thời điểm sử dụng hỗn hợp giúp giảm cân tốt nhất là vào buổi sáng sau khi ngủ dậy, vệ sinh cá nhân xong và sau bữa trưa khoảng 30 phút. Các bạn biết không, hỗn hợp này sẽ giúp đốt cháy chất béo, thúc đẩy quá trình giảm cân diễn ra nhanh chóng và lành mạnh. Thừa cân béo phì không chỉ làm mất thẩm mỹ về vóc dáng mà nó còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Vì thế, ngay từ bây giờ, hãy lấy lại vóc dáng của mình bằng loại nước hỗn hợp chanh muối mật ong này nhé. Chúc các bạn sớm thành công và luôn xinh đẹp. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh miễn phí để được chia sẻ những bí quyết làm đẹp hay hơn nữa. Chúc các bạn luôn thành công.